gia đình. Hôm qua nằm mơ thấy cái gì vậy Linh? Nằm mơ thấy được gặp anh yêu. Không biết anh yêu là anh nào. Mày quên đúng không? Cho nên bây giờ lên tối hay cho mình tìm lại giấc mơ đúng không? Một số tác của nghệ sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc Tìm Lại Giấc Mơ để mở vàng chiều nào có bé hả? Anh chị em xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị cô chú anh chị. Để chúng tôi là trường thương và chất trọng nhất. Đêm đi qua sao tim buốt xa, cơn mưa đêm như cào sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ một đời. Em yêu anh, yêu không hối tiếc. Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim. Nhưng sao anh vội vàng ra đi. Ra đi không chốn tiếc thương. Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn khó kiếm tìm. Tìm về một nơi ấm áp giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đơn đau. Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi. Không còn anh bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sương vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên. Em không thể quên được người. Lên xin bông mà. Cảm ơn anh Mạnh Quân, cảm ơn tất cả các anh chị em đã yêu thương và chia sẻ cho hai chị em trong buổi live này nhá. Hello Tâm Tỷ. Hôm qua có ai nằm mơ mà quên mất không? Cùng lại đây tìm lại giấc mơ với Shabăng và Linh Em nha. Đêm đi qua sao tim buốt giá, cơn mưa đêm như cào sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ một đời. Em yêu anh, yêu không hối tiếc. Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim. Nhưng sao anh vội vàng ra đi không chút tiếc thương. Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn có kiếm tìm. Tìm về một nơi ấm áp giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đớn đau. Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi. Không còn anh bên đời nữa, không còn anh chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sương vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên. Em không thể quên được người. Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn có kiếm tìm. Tìm về một nơi ấm áp giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đớn đau. Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi. Không còn anh bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sương vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên. Em không thể quên được người. Cảm ơn tất cả các anh chị đã yêu thương và chia sẻ cho hai chị em nha. Lên là lên nào. Chia sẻ những thịnh trai chị em đi nào cô chú ơi. Vừa rồi các anh chị vừa nghe qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận được phối remix lại ca khúc mang tên Tìm Lại Giấc Mơ qua hai tiếng hát của Shabăng và Linh Em. Cảm ơn anh chị. Lizzy chia sẻ cho hai chị em để hai chị em có hết động lực hát thật là nhiều ca khúc remix sôi động gửi tặng đến cho tất cả quý cô chú anh chị nha. Không quan cộng hả? Em thấy trừ mà. À đúng rồi. Chích rơi na 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 na. Người đã biết ân tình như thế thì không trách không hận không oán. Tập cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Chúng ta cùng nghe qua một sáng tác mang tên Con Ma Nhà Họ Hứa. Giờ hai chị em mình mặc đồ đen luôn, cái không biết nói em nào. Bây giờ nói tới cái em mic đen mà có dây với cái em mà không dây. Cái mic đen có dây là đẹp gái nè. Cảm ơn chị Khánh Ngân ạ. tay quay gót đành. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều, nỡ quay lưng đi để người ta không. Tôi ngồi đây mình tôi ngồi đây, ngóng trông người ta hàng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chiều hoài, nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc. Đành đau xót khi tình quay gót, đành quên những nơi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã chết trách than được ai. Nếu không gặp anh đời ta đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để em biết buồn bã. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hận không oán, tập cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Diamond Kiếp Phong Trần, xin cảm ơn, I love you. Mình tự mà chia nhau ra hát chứ mình hát hoài mà thấy bạn không hát. Bạn chơi kỳ bạn ha. Hello chị Nguyên Phương, cảm ơn các anh chị mình rất nhiều. Linh dạo này đẹp lắm thấy không? Không phải một mình chị nói đâu mà tất cả các anh chị đều nhận thấy điều đó đúng không? Linh ngày càng trưởng thành hơn, càng xinh gái, giỏi giang hơn à. Thank you anh Hùng Nguyễn. Là mũi sắp bị nổ à, Không sao hết, phải có cuộc sống với chúng ta mà mỗi ngày mỗi tiến bộ đúng không? Được các anh chị yêu thương, chia sẻ và góp ý chân tình, chúng ta tiếp thu. Đi về đâu người ơi về đâu, đến đây làm chi giờ đây, anh vô tình quay gót đành. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều, nỡ quay lưng đi để người ta khóc. Tôi ngồi đây mình tôi ngồi đây, ngóng trong người ta hàng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc. Đành đau xót khi tình quay gót, đành cầm nên nỗi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã chết trách thắng được ai. Nếu không gặp anh đời ta đã khát nhiều rồi, biết yêu làm chi để em biết buồn vỡ. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hận không oán, tập cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc. Đành đau xót khi tình quay gót, đành cầm nín nỗi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã chết trách than được ai. Nếu không gặp anh đời ta đã áp nhiều rồi, biết yêu làm chi để em biết buồn bã. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hận không oán, tập cho ta sống một cuộc sống thấy một tình yêu rồi cũng sẽ Chúc cô chú anh chị và các bạn mình có một ngày nghe nhạc thật là nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng. Và hãy chia sẻ nhau để chúng ta cùng nhau vào giao lưu và cùng kết bạn với nhau nha anh chị ơi. Giao lưu các bạn bốn phương. Kim Trọng Hằng còn ạ. Vẫn còn nha chị Hoài ơi, chị Hoài để lại số điện thoại giúp em với nha. Đã có hàng rồi chị đẹp ơi. Đúng rồi, chị Hoài là rất là biết mà chăm sóc sắc đẹp của mình nè. Tại vì các anh chị biết không, ngay cả khi mà chúng ta ở trong nhà thôi, cái tia UV của cái ánh nắng mặt trời á, cái tia UV nó vẫn xâm nhập vào da chúng ta được, và nó tạo nên những đốm nâu, nó thúc đẩy những đốm nâu từ phía dưới cái biểu bì da mình đẩy lên tạo hình thành nám nè, hoặc là nó có thể làm cho chúng ta bị lão hóa da và hình thành các nếp nhăn. Cho nên các anh chị nào muốn bảo quản cái làn da của chúng ta tươi mới, sẽ không bị hình thành nếp nhăn và đốm nâu, thì các anh chị hãy luôn luôn xài kem chống nắng một ngày 2 lần giúp Shabăng với nha. Dạ, tuy không ra ngoài vẫn xài cho Shabăng với. Còn khi nào mà các anh chị ra ngoài đường thì dặm lại kem chống nắng 2 tiếng 1 lần. Thank you Khôi Phạm. Chắc em đọc đúng tên anh chứ hả? Ok anh Phúc Hiếu, I love you. Chào chị Ngọc Giàu, Ngọc chị Giàu. Nghe tên là biết có tiền rồi đó. Dạ em cảm ơn anh Hùng Lê tử tế nha. Đúng rồi, collagen viên sữa ông chúa rất là tuyệt vời. Chị Hòa Sầu Riêng rất là chuyên nghiệp luôn nè. Bài gì vậy? Vân Chân Cô Đơn à? Đừng buồn nghe em, chỉ làm nhau thêm đớn đau. Tàn đêm nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời. Lên lệnh lại một hai là quảng tạm vậy. Anh hỡi còn gì cho nhau, anh chỉ còn nỗi nhớ thương đây với bảy hả? À. Ồ nếu vậy thì em cộng pháp lại xíu rồi mình hát lên quảng trên em. Đâu như mình cộng bao nhiêu? Dạ kem chống nắng giá vẫn vậy nha. Cái đó là tông nam hả? Dạ. Em cộng 4 thôi. Bao đau thương mình em cô đơn chơi. Kết em nhỏ nhỏ này, cái em này nhỏ nhỏ này, còn em này bự bự nha. Hello, cảm ơn Bình Phạm, cảm ơn tất cả các anh chị em đã yêu thương hai chị em. Chia sẻ và cùng ủng hộ những sản phẩm uy tín chất lượng bên tụi em nha. Đúng rồi, nước hoa Pháp mùi rất là đẳng cấp, 3 tầng hương luôn. Cảm ơn chị Yến Trần Thị Hải đã góp ý cho tụi em nha. Đừng buồn nha anh, chỉ làm cho thêm đớn đau. Tàn đêm nay làm mình chia tay, một người xa cách phương trời. Tình là một người sang sông, một người lệ rơi đứng trong. Anh hỡi còn gì cho nhau, hãy chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Cao á. Tình đời ta hôm nào bao tuyết ta mặn nồng. Đêm nay hai đứa một phần trăng sương. Cộng 3 cộng 2 thôi nhờ. Và kem chống nắng của bên em là Hàn Quốc 5AC nha anh chị ơi. Sun Block với giá là 290.000 290.000 nha chị ơi. Và mua 2 tiếp là sẽ có quà nhá. 3 là được hả? Ta cộng 2 thử. Hôm qua em lưu rồi mà tự nhiên mất tiêu rồi. Bao thiết tha mộng nồng, đêm nay hai đứa. Cảm ơn anh Kiếm Võ. Và chúng ta không thể nào kia thiếu kem chống nắng nha các chị nữ ơi. Các anh nam muốn bảo vệ làn da của mình cũng xài kem chống nắng được luôn nhá. Các anh chị nhớ để lại số điện thoại giúp em. Có tăng cân Mộc Đà nè, kem chống nắng và tất cả các mỹ phẩm luôn nhá. Đừng khóc, đừng buồn nghe anh, chỉ làm cho thêm đớn đau. Tàn đêm nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời. Lỡ một người sang sông, một người lệ rơi ngóng trông. Em hỡi còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đời vơi. Đôi ta hôm nào ta thiết bao mặn nồng. Hát lại được hai đứa. Ủa anh đang hát gì vậy hả Tông gì cái? Bao đau thương mình em cô đơn trốn đây. Ngày mai anh ra đi trốn giấu bao kỷ niệm. Trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình em với vẫn trong cô đơn. Xa rồi nhưng tháng ngày vui. Xa rồi dấu yêu thương nào. Xa rồi anh nhớ gì không, hay anh chiếm đắm trong tình mãi. Anh ơi đêm nay vẫn chẳng kiên như chứng minh. Tình đôi ta hôm nào tha thiết bao mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa, mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương mình em cô đơn trốn đây. Ngày mai anh ra đi trốn sâu bao kỷ niệm. Trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình em với vẫn chẳng cô đơn. Yeah. Cảm ơn anh Thanh Trương đã góp ý cho em rất là nhiều. Anh có thể cho em địa chỉ của anh được không ạ? Em tới nhà em học hỏi cho em được không ạ? Hỏi ra tư vấn em xem kem nám mà chả thấy tư vấn gì Linh ơi. Chị Quyến Ngọc Hương ơi, chị để lại số điện thoại giúp em nha. Chuyên viên tư vấn sẽ gọi điện cho Nghị ngay lập tức nha. Chị Hoàng Hường nha, chị thông cảm giúp em nha. Nhiều khi em hát á, em không có trả lời những cái comment của các anh chị được. Cho nên là các anh chị cố gắng thông cảm giùm tụi em với. Tại vì đang hát mà ngưng được trả lời comment của các anh chị thì nó rất là không tôn trọng người nghe. Cho nên là nhiều khi không có trả lời kịp á, xong rồi tới khi mà hát xong rồi thì không nhớ cái comment của ai nữa. Cho chị Quyến Ngọc Hường ơi, chị để lại số điện thoại giúp em với nha. Bô phét là ai vậy Hoàng Thuật ơi? Nếu mà mình nói tụi em bốc phét thì mình có thể nào mà mình để cái nick thật lên được không ạ? Mình đừng có dùng nick ảo được không ạ? Dạ, dùng nick thật để chúng ta nói chuyện với nhau. Tại vì tụi em đang nói chuyện với anh thì cũng là anh hoặc chị, thì tụi em cũng làm đang nói chuyện bằng khuôn mặt thật của tụi em. Cho nên anh chị cũng nói chuyện với tụi em bằng khuôn mặt thật đi, đừng dùng nick ảo xong rồi công kích tụi em nha. Dạ, em cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Anh chị nào mà cần tư vấn về sản phẩm nhà em hoặc là cả nhà mình có muốn... Ủa? Lê Dương Bảo Lâm. Phải không? Phải cha Lê Dương Bảo Lâm không? Cha Lâm. Phải không dạ? Phải Lâm không Lâm ơi? Hát bài quay clip với anh đi. À, sao anh và làm sao? Phải không? Mình hát rồi. Bạn Lâm bạn phải tới đây rồi. Quay cảnh yêu nhau rồi. Đúc cho phải nhau không? Ăn rồi đó Lâm à. Phải không? Chắc vậy đó. Nhìn cái tướng mặc đồ siêu nhân quá mà loài cục cục ra đó. Tôi nghi lắm. Gì cái giờ ông Hoàng livestream đó, ông thích nghe bài đó đúng không? Không mà lại một lần nữa coi, hát cho nghe nè, hát cho Lê Dương Bảo Lâm nghe nè. Được, phải đích thật, uống của em hát. Dạ, các anh chị nào mà chưa nghe cái bài hát của em đóng clip cùng với Lê Dương Bảo Lâm mà lúc mà Lê Dương Bảo Lâm còn đẹp trai lắm á, bây giờ đẹp trai xuất sắc rồi, lúc đó để đẹp trai thường thường à. Là mọi người lên trên YouTube mọi người gõ là Xa Anh Em Phải Làm Sao Shabăng đó, sẽ thấy được cái clip Shabăng dắt con chó đi gặp người ta, cái chỗ tới là nước mát rồi cái kiểu ha, xong dắt đi về nhà nấu ăn đồ đút cho nhau ăn liền luôn, hát liền à. Hình như không phải biết này ấy, chị Băng. Đợi em một bài sôi động đi, em hát tới bài đó được không? Tại vì đầu la mà hát buồn buồn quá người ta buồn á. Bài gì? Bài Xa Anh Em Phải Làm Sao, bài ballad á. Một bài làm nên tên tuổi với của chị. Cảm ơn hình ảnh rất là nhiều. Ok ha, nay không có đi quay hay gì nè. Cái bài này chị chưa hát rồi em. Hôm qua em mới hát rồi đó. Dạ rồi. Để bơi theo cái. Các anh chị ơi cùng chia sẻ cho Shabăng với Linh Em nha. Hey. Bữa nào rượu Lâm anh Dương Long Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Em xin thề em sẽ yêu mãi thôi, yêu anh nằm say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay và dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng anh chị anh ơi, yêu em nhé. Người em yêu hỡi, anh có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho anh đó. Người em yêu hỡi, mơ ước chỉ xa xôi. Anh biết không anh ơi, I love you. Wow, 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 wow. I love you. Hey, I love everyone. Ok, cùng chia sẻ mạnh mẽ lại nha. Bảo Lâm đã Lê Dương Bảo Lâm rồi, chia sẻ cho tôi đi, tôi hát bài Xa Anh Em Phải Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Lê Dương Đồng Nai là đó. Anh Dương Lâm Đồng Nai đẹp trai dễ thương. Em xin thề em sẽ yêu mãi thôi, yêu anh nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi anh ơi, yêu em nhé. Người em yêu hỡi, anh có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho anh. Không anh Hát tở, hát dở mà hát tở nha. Chị Hồng Lan ơi, mình kiểm tra về cái chính tả mình trước khi mà mình kiểm tra kỹ cái chính tả của mình trước khi mà mình kiểu như mình ấy về thanh nhạc một tí ha. Dạ vâng, và lần đó đầu tiên thì xin cho phép hai chị em Shabăng và Linh Em xin được gửi lời chào đến toàn thể tất cả quý vị, cô chú, anh chị của mình đang đến với buổi live stream trực tiếp của hai chị em ngày hôm nay. Chúc cả nhà mình có một buổi nghe nhạc thật là nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng. Và nếu như những anh chị có nhu cầu về bất kỳ một cái dòng sản phẩm nào của nhà em á, thì cả nhà mình nhanh tay để lại số điện thoại trực tiếp để cho tụi em có thể tư vấn trực tiếp cho cả nhà của mình qua số điện thoại, thì các anh chị mình sẽ hiểu rõ về sản phẩm của nhà em hơn. Cảm ơn chị Sen, em thấy số điện thoại của chị rồi. Cảm ơn Thiên Bình, cảm ơn. Hello chị Hai Cẩm Thu, cảm ơn Hồng Bến ạ. Dạ, một tăng cân cảm ơn. Cho chị xem kem nám cái. Dạ, kem chị nám nhà em thì hiện tại là vẫn chưa có số lượng đủ để bên em tư vấn cho chị trực tiếp trên live. Nhưng mà nếu như mà chị có nhu cầu thì chị cứ để lại số điện thoại hoặc là chị nhắn tin giùm em. Hiện tại bây giờ nhà em đang sửa cái phòng lại mọi người, cho nên là những cái mỹ phẩm của tụi em nó bị lạc hết rồi. Bây giờ không thấy cái hũ kem đâu luôn nè. Đúng rồi chị, chừng trong vòng tuần này thôi là các anh chị sẽ thấy được cái phòng cái view mà live của tụi em nó khác đi. Nó đang trong chương trình mà đang trong quá trình hoàn thiện cái phòng live để lại để cho các anh chị thấy đẹp hơn nè. Cho nên nhiều cái hàng hóa đóng thùng lại để đừng có bị bụi á, cho nên giờ tụi em ngồi chỉ có được một ít đây để tư vấn thôi. Còn một số thì đang đóng thùng lại rồi, cho nên là nếu mà các anh chị có nhu cầu mua kem nám, keo dưỡng da cao cấp này nọ thì các anh chị để lại số điện thoại giúp em nhé. Ok, Mỹ Ly tư vấn son hả? Son thì vẫn là 280.000 một thỏi son, và chúng ta đang có chương trình khuyến mại 11 tháng 11 mua 1 tặng 1 nha. Tặng 1 mua 1 son, tặng 1 son, mua 1 phấn tặng 1 phấn, mua 1 kem nền là tặng 1 kem nền. Đó, nghiện mấy bà ghê luôn đó, đừng có cay nghiện nha Nguyên Thùy ơi. Love you. Em là con thuyền cô đơn rồi, chỉ chút xíu nữa tụi em sẽ phục vụ anh chị, đợi giùm em ha. Anh chị ơi, son là mua 1 tặng 1 đang trong chương trình tuần lễ vàng, mua 1 tặng 1. Phấn cũng vậy, mua 1 tặng 1 nè. Kem chống nắng thì sẽ mua 2 tặng 1 nha anh chị. Đã có kem chống nắng rồi. Bữa giờ anh chị hỏi về cái kem chống nắng bên em nhiều lắm. Có kem, có thuốc hôi lách không hai bạn già ơi. Dạ hai bạn trẻ, cái bạn trẻ Tuấn em ơi, thật ra thì bên đây không có cái thuốc mà đặc trị cho hôi lách đâu. Nhưng mà có cái tinh chất hoa hồng này nè giúp chúng ta cải thiện cái mùi hương cơ thể. Đôi khi hôi lách nó cũng là cái kiểu như là cái tuyến mồ hôi nó ra nó hôi á. Cho nên là các anh chị nào mà muốn cải thiện cái mùi hương cơ thể thì có thể dùng là tinh chất hoa hồng với chiết xuất tinh dầu hoa anh thảo, giúp chúng ta cải thiện mùi hương cơ thể. Khi mà chúng ta vận động ra mồ hôi thì cái mùi mồ hôi nó không còn hôi nữa, mà nó thay vào đó là mùi thơm luôn rồi, chuyển qua thơm rồi. Và cái hơi thở các anh chị nói chuyện ra nó cũng thơm luôn. Đặc biệt của nó là giúp chúng ta cân bằng nội tiết tố, cân bằng sinh lý luôn nha. Nên các anh chị có nhu cầu muốn cải thiện mùi hương, muốn cải thiện cơ thể là chút xíu thì các anh chị nên đặt cái tinh chất hoa hồng này. Đang có chương trình khuyến mại trong tuần lễ vàng từ 11 tháng 11 tới 17 tháng 11 là hết nha. Mua 1 tặng 1 với giá là 1.350.000 tinh chất hoa hồng. Đó, chiết xuất tinh dầu hoa anh thảo giúp chúng ta cải thiện mùi hương cơ thể này. Dạ, em nghĩ là sẽ cải thiện được rất là nhiều cái mùi hôi lách của anh đó nha anh ơi. 1 son Thảo Trương để số. Nếu như Mỹ Ly thích cái màu son của Linh thì Mỹ Ly có thể tham khảo màu 105. 105 là màu đỏ cam, 106 là màu cam đỏ. Hai màu này đỏ cam và cam đỏ thôi, chứ bên mình không có đỏ tươi. Đỏ tươi luôn thì bên mình không có, chỉ có đỏ cam và cam đỏ ha. Cảm ơn. Mua 1 tăng cân có khuyến mại không chị Băng? Mua 1 tăng cân có khuyến mại 1 bài hát liền luôn nha Tú Linh Quảng Thị ơi. Đó, tặng em ngay 1 bài hát luôn, nhưng mà bài đó biết nha. Yêu cầu cái bài không biết hát đâu. Để phải tập, tại vì cái gì cũng vậy, giống như chúng ta học, làm bất kỳ một cái gì chúng ta cũng phải học, phải tập, luyện nó ok rồi mà chúng ta mới thực hành được. Chứ không phải là nghĩ là mình chắc hát thường xuyên là bài nào cũng hát được, bài nào cũng hát hay, không có đâu. Tại vì sẽ có bài hát thường xuyên thì nó sẽ hay hơn là cái bài mà ít hát. Bài mới hát đưa cho ai hát cũng giỏi hết nè. Liệu trình dùng mấy hộp tinh dầu hoa anh Thảo? Liệu trình hả? Các anh chị muốn cải thiện cái này, nó không phải là dùng liệu trình nữa, mà các anh chị muốn cải thiện mùi hôi của cơ thể chúng ta thì chúng ta uống mỗi ngày giúp em, nó tốt chứ nó không có tác dụng phụ gì cả. Nó chỉ giúp chúng ta cân bằng nội tiết tố nè, giúp chúng ta có làn da nó bật sáng hơn, tóc tai nó mượt mà hơn nữa. đặc biệt của nó là mùi hương thôi, nó làm chúng ta thơm. Phản phất hồi xưa chắc Hàm Hương dùng cái này. Đúng đó rồi. Hồi xưa chắc em nghĩ là cái phim Hoàng Châu Cách Cách là cái bà Hàm Hương mới xài cái này nè, cho bà đi đâu bướm bay theo bà tới đó đó. Em nghĩ là xài cái này nè, bây giờ cho người ta biết, người ta chiết xuất ra. Sản phẩm này là sản phẩm của người Nhật nha, chiết xuất made in Japan đó, với 60 viên, mỗi ngày chúng ta uống một viên thôi, và chúng ta sẽ cải thiện đến cái mùi hương cơ thể từ 3 tới 7 ngày là các anh chị sẽ thấy cải thiện rồi. Và chúng ta sẽ thấy da chúng ta bật sáng hơn nè, tí nội tiết tố chúng ta cân bằng hơn, giảm cái cảm giác khó chịu stress hoài á. Đó là sau 1 tháng tới 3 tháng là các anh chị sẽ thấy nha. 104 là màu cam cháy, màu cam cháy nó nghiêng về màu tây hơn. Nếu như mình trang điểm kiểu phong cách tây thì mình có thể tha màu cam cháy 104 thì nó sẽ rất là đẹp. Năm trước là nó hot cái màu cam cháy khủng khiếp. Đó, nhưng mà năm nay thì vẫn còn hot, nhưng mà nó vẫn không còn hot nhiều. Năm nay thì người ta sẽ chuộng về màu đỏ nhiều hơn. Hầu như là Linh được biết là như vậy. Đỏ là 106 đúng không? Dạ, 106 và 105 ạ. Ừ, đa số là Shabăng với lại Linh Em hay thoa 106 nhiều. Lâu lâu mới đổi một xíu. Bằng lăng tặng chị đi em. Bằng lăng là hoa bằng lăng hay là đường hay tím là... bằng lăng hay là bằng lăng tím như thế nào đó, nhiều bằng lăng. Cái bông bằng lăng, một cái bông thôi mà nó sáng chế ra rất là nhiều bài hát, cho nên chị ơi, đến bây giờ em vẫn chưa biết bông bằng lăng là bông gì. Chị biết rồi, nó nhìn thì đẹp chứ mà bước xuống cây không à. Cái bông ít lắm. Cho chị cho anh 2 hộp đi em, anh để số giùm em anh ơi. Chị Coca Lớp ơi, nếu mà chị nám sâu á, thì đương nhiên chị phải cải thiện, chị dùng kem chị nám rồi. Nhưng mà các anh chị muốn mình cải thiện tốt hơn thì nên bổ sung collagen. Và collagen sủi là cái hiệu cái liệu pháp nhanh nhất nè, nó thẩm thấu rất là nhanh, các anh chị nên bổ sung collagen này sớm nhất nè. Xong một liệu trình của collagen này chúng ta chuyển qua dùng collagen viên sữa ông chú. Ông ngoại đâu, Linh làm tóc này dễ thương mà chắc cái em uống tóc này nhìn hơi già. Cái anh Dũng ơi, nhiều khi anh nhớ lộn không? Tóc này với Linh nhìn dễ thương mà. Cái tóc này em uống tóc hơi già. Tóc này là ai cũng nói với Linh trẻ nhất trong tất cả cái bộ tóc. Đúng rồi đó, chắc là lộn á, chắc lộn chụng chị là với Linh á. Tại vì tóc này em uống nên nhìn nó hơi già hơn mấy cái tóc mà thẳng thẳng đúng không? Chào chị Hằng Lê, chào tất cả các anh chị đã yêu thương Coca Lớp gọi cho chị nha. Dạ ok chị Coca Lớp, chị nên là bổ sung collagen nè, chúng ta nên làm kem chị nám nè. Mua những cái sản phẩm như thế thì nói chung là tốt nhất chúng ta không có nên là làm một phí thôi, chúng ta đẹp từ bên ngoài vào và cũng đẹp khỏe từ bên trong ra thì nó mới đẹp, nó mới được trường tồn lẫn, nó mới đẹp bền vững lẫn nha. Collagen ông chú giá bao nhiêu về em? Dạ collagen ông chú bên em hình như hiện tại còn rất là ít hàng thôi, cho nên em cũng chưa có tiện tư vấn ở đây, nhưng mà nó có giá là 450.000. Chị có nhu cầu chị để lại số điện thoại giúp em nha, để xem bên kho nó còn hay không, chứ tại tụi em ngồi trên đây cũng không nắm được là bên dưới nó còn hay không. Tại vì trong tuần lễ vàng này á, mọi người mua nhà hàng rất là nhiều, cháy hàng luôn rồi, nhiều cái nó cháy hàng mà tụi em không biết, tụi em tư vấn nữa thì các anh chị để lại số điện thoại, các anh chị không có hàng, các anh chị làm mà la tụi em nữa, cho nên là các anh chị nào có nhu cầu mua thì các anh chị để lại số điện thoại, chuyên viên tư vấn sẽ tư vấn cho các anh chị xem thử nó còn hàng hay không và tư vấn các anh chị phù hợp với sản phẩm nào nhất nha. Lên nhạc. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Này giờ yêu cầu thôi. Cái bài đó phải không? Anh Lê Dương Đồng Nai anh còn đây không nhỉ? Đi rồi. Đi hả? Giờ. Vậy thôi hát bài sôi động đi, khi nào anh quay lại mình hát. Linh em là của thằng nào em nói đi. Trời ơi sao vậy? Sao nói vậy? Linh Em là của Shabăng á, anh Hoàng Linh Em Phương, là của tất cả quý cô chú anh chị. Anh nói gì vậy anh? Không của ai hết, của Shabăng nhà mấy anh này. Em xịn này nè, em xịn quá. Ngồi chuỗi hai chị mình tan nát. Chị muốn hát bài gì ạ? Chị muốn hát gì hả? Hát bài gì? Wow. Linh mặc đồ của Shabăng là xinh hả? Dạ có mấy bữa mặc á, kiểu như gợi cảm dễ thương đúng không? Mà lâu lâu lên giống như lâu lâu người ta con gái gợi cả chút xíu, cái lâu lâu người ta trở về xịn cute xíu á. Em là hai phong cách, có nhiều lúc em sexy và có nhiều lúc em giống chị Yến. Bữa nào làm cá tính quậy cái nè. Cứ tính làm sao? Giống chị Yến đội nón kết đó hả? Không phải đội nón kết là quậy đâu, nó nằm trong cái thần thái và cái cách make up và trang phục rồi, nó chứ không phải đội nón là cá tính được đâu. Ngày nào cũng lên YouTube nghe nhạc của chị Băng hết trơn. Vậy ai vậy? Em là con thuyền không bến kìa, con thuyền cô đơn anh chị yêu cầu nhiều quá kìa. Dạ. Chơi luôn đi chứ giờ sao? Em là cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người đã yêu thương, cùng chia sẻ like rồi cùng còn lên YouTube để nghe. Cherry chắc phải kết nạp và Bin Cherry vào hội fan ruột của mình quá. Cảm ơn Bin Cherry dễ thương cute và mai quê của chị nha. Tiền anh chưa có bến đậu hay là bến gì anh Phong Hình nè hả? Cảm ơn anh hoặc chị Nguyên Hoàng nhá. Hồi nãy có anh chị hỏi là có nước hoa nam không? Dạ có nha, nước hoa nam bên em là có tận 2 mùi luôn. một mùi nam tính cực kỳ quyến rũ, một mùi sẽ hơi dịu ngọt dịu dàng hơn. Anh trai nào mà thích cái sự mạnh mẽ thì chúng ta có thể xài chai Formen, chai tròn. Anh nào mà mạnh mẽ xịt cái này là em đi ngang em thấy em cuốn gói em theo về nhà luôn. Thực sự hết cô đơn, hết là con thuyền cô đơn luôn. Lúc đó là em đi theo luôn đó. Còn các anh nào mà thích cái sự ngọt ngào chút xíu thì chúng ta có thể xài cái chai này, chai hình vuông này cả nhà ha, 1.280.000. Hai chai đều chung đồng giá như nhau đó cả nhà, 1.280.000. Hoàn toàn tất cả mặt hàng bên em sẽ được miễn phí ship. Chỉ cần có số điện thoại là bên em sẽ có chuyên viên gọi cho anh chị của mình. Đều 3 tầng hương hết nhá, đều là 3 tầng hương hết nha các anh chị mình nhá. Tầng thứ nhất là cái mùi hương khác, cái tầng thứ hai mùi khác, cái tầng thứ ba mùi khác luôn. Các anh chị khi mà xài nước hoa, các anh chị chúng ta tinh ý một chút xíu là chúng ta sẽ cảm nhận được cái mùi ba cái tầng khác nhau hoàn toàn nhé. Xa cách yêu, từ bao lâu không thấy nhớ em đã không nói yêu thương một ai. Phải không? Đâu phải. Xa cách yêu đó. Sai cách yêu, cạnh em nhiều nhạt nhẽo nuông chiều ràng buộc bao điều. Sai cách yêu với lại quên cách yêu, đúng rồi, chết rồi. Hai cái nó giống nhau. Quên cách yêu là như của chị Lương Bích Hữu. Đúng rồi. Xin chào Shabăng với Linh Em và xin chào ạ. Chào các anh chị nha. Ai cần tư vấn về sản phẩm nhà em thì các anh chị mình nhanh tay để lại số điện thoại trực tiếp ha, để bây giờ hai chị em phục vụ thêm một bài. Có chị hỏi là bây giờ muốn tăng cân thì nên dùng cái gì? Dạ, tăng cân thì chị nên dùng mộc đà. Thảo mộc thiên nhiên hoàn toàn chiết xuất từ thảo mộc, không có một bất kỳ thành phần hóa học nào trong đây, cho nên các anh chị yên tâm về cái vấn đề mà có bị tích nước hay không, có bị hại về nội tạng, có hại về gan, về thận hay không thì không nha. Tại vì nó chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên. Với liệu trình cho trẻ em trên 7 tuổi này, chúng ta sẽ dùng một ngày một viên. Và cái thảo mộc này dành cho tất cả mọi người, không phân biệt nam nữ lớn bé, thì trẻ thì trên 7 tuổi nè, còn người lớn thì dưới 70 tuổi đều có thể dùng được. Nhưng mà Shabăng nghĩ là chắc là người mà cỡ chừng 60-70 tuổi ít cái nhu cầu mà tăng cân ít hơn là tuổi trẻ chúng ta. Cho nên là muốn tư vấn cho các anh chị biết nhiều luôn á. Cho nên là nói tới là dưới 70 tuổi. Thật ra trong cái hộp này nó có thể ghi, nó ghi là 5 tuổi là có thể sử dụng được rồi, nhưng mà sếp em nói nếu 7 tuổi thì xài thì ok hơn. Phụ nữ sau khi sinh 2 tháng cũng có thể sử dụng được, không có ảnh hưởng tới mùi sữa nha. Liệu trình của trẻ em chỉ có giá là 350.000 thôi. Một liệu trình này thì trẻ em có thể dùng được 2 tháng. Mỗi ngày một viên, còn người lớn thì chúng ta sẽ dùng gấp đôi của trẻ là 2 hộp với giá 600.000. Các anh chị nào đang có nhu cầu muốn tăng cân, muốn cải thiện vóc dáng chúng ta, muốn đẹp hơn, nảy nở hơn, kiểu như là căng tràn, muốn căng xíu nữa thì các anh chị nên mua thảo mộc tăng cân nha. Chúng ta tăng cân và tăng lên thì đương nhiên là nó sẽ đi đôi với cái kiểu như là bổ sung chất, là nhiều chất dinh dưỡng nè. Thảo mộc hoàn toàn thiên nhiên, chúng ta da dẻ chúng ta sáng đẹp hơn luôn đó. Nước hoa thơm đẳng cấp yêu lưu hương lâu, đúng rồi. Với những cơ địa mà lưu hương mà lâu thì nó có thể trên vượt qua 12 giờ luôn nha. Còn những cơ địa mà bình thường lưu hương kém thì có thể lưu được từ 6 tới 9 tiếng. Tăng cân mộc đà là 350 một hộp, một liệu trình 2 hộp là 600.000. Sản phẩm này không phải là thuốc, cho nên là các anh chị mình sẽ không lo về vấn đề mập nước hay là tích nước. Nó chỉ là thảo mộc giúp cho mình ăn được ngon miệng và ngủ được ngon giấc ha. Một liệu trình 2 hộp là 600.000, còn một hộp bán lẻ là 350. Anh chị mình có nhu cầu mua hàng thì để lại số điện thoại. Xong bên mình sẽ ok không Linh? Không biết có ok không mà từ lúc xong bên mình bán tới bây giờ là Linh chưa bao giờ cầm tiền mua thỏi son thứ hai. Chỉ có son nhà và xài thôi. Hôm nào chị Băng thử để tóc thẳng đi. Ô mấy bữa trước chị để tóc thẳng không à? Bé Trinh chị không có xả. À xả ra hết á hả? Đúng rồi, xả hết giống em vậy nè. Chị xả ra hết, chị sợ cái mặt chị như cái mâm á em. Bữa nào thử xem. Ủa mình hát biết này hả ta? Đúng rồi. Hề. Sao nó để là tông nữ nhờ? Đàn vọng qua núi tang tình tang ơi tình, giữa nghìn thung mây suối duyên tình ai viết lên lời ca hạ thế mộc lan. Cảm ơn các anh chị hôm nay hơi vắng một chút xíu nha, không sao, chúng ta cùng làm sống động chương trình. Yes. Nước hoa nhà em vẫn còn hàng nha, không mua hàng cái hết hàng, các anh chị hỏi hoài luôn nè nha. Thật sự. Nước hoa mới về nè, sau một thời gian cháy hàng đợi rất là lâu thì nước hoa cũng đã về rồi, với nước hoa 3 tầng hương dành cho nam cho nữ. Nước hoa nữ thì với giá là 1.350.000 với 3 tầng hương, các anh chị xịt 3 tiếng đầu tiên là cái mùi hương nó khác này. Cái tầng thứ hai là 3 tiếng sau, cái tầng thứ ba là 3 tiếng sau nữa. Cho nên cái mùi lưu hương là các anh chị thấy là từ 6 cho tới 9 tiếng là như vậy đó. các cơ địa mà lưu hương mà lâu hơn thì có thể trên 12 tiếng đồng hồ. 3 tầng hương với chiết xuất mùi hương rất là ngọt ngào, dễ thương, kiểu như là nó sang chảnh chút xíu. Đúng mà rồi. Nó không có gì nữa, cái mùi hương nó không có bị làm quá lên, nó ngọt ngào nhưng nó không bị gắt nè. Đó, rất là thích hợp với các chị nữ mà chịu nhẹ nhàng, quý phái và sang trọng á. Còn khi nào mà còn các chị mà muốn làm quá, làm bùng lên thì xịt nhiều lên xíu. Dạ, với 1.350.000 3 tầng hương nha. Mùa này sắp tới lễ lộc rồi, các anh chị nên sử dụng cái nước hoa này đi, nó lưu hương lâu lắm. Hôm qua em mới xịt lên cái gối em mà nằm 2-3 bữa nay nó vẫn chưa có phai màu mùi luôn á, thơm dai thật. Xịt lên quần áo thì lưu hương rất là lâu. Cho chị Tú Linh Quảng Thị là 2 hộp tăng cân. Ok chị nhá, các anh chị nhớ kiểm tra kỹ cái số điện thoại giúp em một chút xíu. Nhiều khi các anh chị bấm nhanh quá nó bị cứng số, cái như bên chuyên viên gọi điện tới các anh chị không được. Gọi tới là nó có một cái chị nào đó, chị bắt máy chị nói vậy nè: "Thuê bao cái khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Tâm em ơi, mình thấy bạn để lại số điện, mình thấy bạn để lấy cái bình luận này cũng cả tuần nay rồi, hầu như cái buổi live nào mình cũng thấy bạn để cái bình luận như vậy. Nhưng mà mình không thấy bạn để số nha, chỉ để đầu live đến cuối live không để số, hoặc là để số một lần rồi làm một tuần sau, hoặc là ngày nào cũng sẽ để chăng như vậy. Sao vậy? Sao mua hàng không để số đàng hoàng cho mình gọi mình giao, mà cứ như vậy thì làm sao mà mình giao hàng được? Tâm em ơi, tại vì bên mình nó bán hàng là kiểm tra những số điện thoại trên comment, cho nên là bạn để lại số điện thoại giúp mình nhé, để nhớ kiểm tra đúng nha Tâm em ơi. Để số điện thoại đúng nè, chuyên viên sẽ gọi điện cho bạn nhanh nhất để gửi đến cho bạn một cái chai nước hoa. Thấy mà cưng mà nghe có mùi rất là dễ chịu luôn đó, rất là ngọt ngào và sang trọng luôn, cho nên là để số điện thoại lại nhé. Ok, Đàm Trung Đắk Lắc đang mơ xem mà ngủ luôn, lạnh lắm luôn, rồi ngủ luôn rồi thì ai là người comment đây? Lạnh quá thì đến đây em ôm cho ấm nè. Em dành cho anh, tặng cho anh một chiếc khăn nha. Đó là chiếc khăn giỏ ẩm tập đấy. Gửi cho anh đêm lung linh và tình sông này biến lớn, gửi anh những người sao trong đêm. Chào hai cô bé dễ thương, tặng cho Xí Nghiệp hả? Chơi chị bài gì ba bo. Ủa sao em cũng nhớ em học tiếng Việt cũng được lắm mà sao em đánh vần cái này nó không được. Cho khỏe đi bé lên. Tặng cho bà hả? Xí Nghiệp chơi chi chỗ tặng, chị cho tặng cho Xí Nghiệp chỗ chị bài bà ra ra cái gì bữa em hát đó phải không? Chị nghĩ gì vậy? Chị đoán vậy, không biết có phải không? Bà gì vậy? Bà Ngọc Mai. Một lọ nước hoa nam á, dạ với giá là 1.280.000 nha anh ơi, để lại số điện thoại giúp em nha. Em chỉ cần để đúng số một lần thôi là bên mình gọi liền cho em. Kết thúc buổi live là bên mình gọi liền. Kênh YouTube của các chị là gì? Cái vị kênh YouTube của Shabăng đó là Shabăng Singer. Nhớ ấn tự Sa nè, chữ S nè đúng không? H. Đó, rồi chữ băng bên kia thì bình thường. Tại vì cái chữ Sa này có nhiều người ghi lộn, cho nên là Shabăng muốn nhấn nhá từng tự là như vậy. Còn của cô Linh Em là Linh Em Official. Linh Em thôi là nó ra rồi, còn em là Shabăng Singer. Ở kênh của em được 41.000 mấy follow, còn Linh Em 100 mấy 160.000 subscribe rồi. Các anh chị ơi, qua bên em subscribe cho em vượt qua bà Linh này đi, cho em bụng vá. Cả nhà kéo thêm 40.000 anh chị nữa, ủng hộ cho em được 200.000 đi mọi người. Cho em lãnh được nút áo, em lãnh được nút bạc rồi. Nút bạc đâu có được lãnh nữa hả? Em lãnh thêm một cái nút áo nữa. Các anh chị nhớ kéo và ủng hộ em, subscribe cho em nhanh có cái nút bạc rồi, đồ giống với Linh với nha. Cho anh một hộp, anh để số anh ơi. Anh Dương Văn, anh để lại số điện thoại giúp em nha. Dạ, anh kiểm tra số điện thoại giúp em với. Nhiều khi mình để nó lẫn lộn, nó bấm nhanh quá, nó bị nước. Cả hoa nhà bao ơi, nhiêu nhà mil? Em thì Hiếu Đào ơi, nước hoa là bao nhiêu mil? 100 mil nè. Đừng có để địa chỉ, để số giùm em thôi ạ. Đúng rồi các anh chị ơi, các anh chị nên để lại số điện thoại thôi. Các anh chị để địa chỉ á, thì có nhiều những cái nơi khác họ thấy á, họ lấy cái địa chỉ của các anh chị xong rồi gửi hàng mà không đúng chất lượng, không phải từ bên chuyên gửi đâu. Cho nên các anh chị cẩn thận nha, nhớ để lại số điện thoại thôi. Và chỉ khi nào mà đầu số là 08, 4 số 8 và 4 số 1, các anh chị thấy số này ô nó nhiều số giống nhau qua gọi tới các anh chị 4 số 8 và 4 số 1 đuôi thì các anh chị mới nhận chốt đơn, đưa địa chỉ vào cái số đó để người ta gửi hàng cho các anh chị nha. Tại vì những gì thương trường như chiến trường các anh chị ơi, sơ hở một cái là sáng lắm. Cho nên các anh chị cẩn thận giúp tụi em với nhá. Chúng ta cùng đồng lòng mà đẩy xa những cái đối tượng mà chơi xấu đấy đi ha. Nghiệp chối bài là cái gì? Bà nói cái gì vậy? Xí Nghiệp chơi bài chu củi la ba ba. Đó bé Linh nghe cho khỏe đi bé Linh. Chú trời ơi Ngọc ba Mai ba ơi. Chu cui ba ba là cái gì ta? Chắc cái bài ba ba giả giang cái gì của em đó. Chắc cái bài đó đó. Phải bài đó. Đời Quang ơi, tụi em có hát nha. Tại vì tụi em trong khi hát xong tụi em tư vấn một chút xíu cho các anh chị. Tại vì có rất nhiều anh chị đang có nhu cầu muốn mua hàng á, mà tụi em bỏ qua thì tụi em sẽ không bán được hàng, và bỏ qua thì cũng không tư vấn được cho các anh chị đó. Rất là có lỗi. Cho nên là các anh chị ơi, khi mà các anh chị nghe nhạc rồi thì trong cái lúc mà tụi em đang tư vấn thì các anh chị chịu khó đợi tụi em một chút xíu thôi. Chỉ vài phút thôi là tụi em sẽ quay lại chương trình ca nhạc phục vụ các anh chị, rồi tư vấn xong là tụi em hát ngay luôn. Còn tăng cân nha Tâm em ơi. Em cứ để số đi. Nãy giờ em bình luận quá trời quá đất mà chị hình như chị chưa thấy số của em hả Tâm ạ? Để số đi em. Sẽ có chuyên viên gọi cho em. Ok. Cảm ơn Lý Đức Hùng. Hùng bún là kẹo kéo mua gói nhà được. Ủa là gì vậy? Ổng vô ổng liên hệ để bán đồ đó em ơi, chứ không phải là ổng vô ổng mua đồ đó. Ổng vô ổng quảng cáo đó anh Hùng ơi, anh Hùng chơi mà anh Hùng chơi cờ. Chơi kỳ chơi. Chơi ai chơi vậy? Thả câu hả? Chơi vậy ai chơi lại? Chơi vậy cho mình nên. Đúng rồi, chị bấm cho em bài điểm ca Đức Nhân. Chương trình mua tăng cân, đúng rồi Nguyên Thảo ơi, có thấy ai cần tăng cân thì mình tát cho người ta thấy để ha. Hỏi về mà không trả lời. Doraemon, Doraemon ơi, hỏi cái gì vậy? Có very sexy không em? Dạ không Hiếu Đào ơi, bên em có nước hoa ba tầng hương Monday nha. Very sexy. Có ai ở đây không? Đời Quang blem 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 blem. Bé Linh cố gắng có thêm nút vàng, dạ đang cố gắng đó cô chú, mà chắc cần khoảng 3 năm nữa. Trời ơi, cố gắng cho em lên nút bọt lên bài gì vậy? Kênh chị đây nè em ơi, kênh Shabăng mà có cái hình này nè. Bấm chữ Shabăng là nó hiện lên đầu tiên rồi mọi người. SHA Shabăng Singer. Hay quá, còn tăng cơm không vậy? Còn nha, 350.000 liệu trình của trẻ em, còn người lớn là 600.000. Các anh chị nào mà muốn cải thiện cơ thể vóc dáng chúng ta để đẹp để đón Tết thì các anh chị nhanh đây nha. Từ đây tới Tết là vừa luôn á. Phong hình. Cả nhà ơi, tăng cân một đà là 350.000 một hộp, và công dụng của tăng cân nhà em là có công dụng hỗ trợ cho chúng ta ăn được ngon và ngủ được ngon. Như các anh chị chỉ cần để lại số điện thoại trực tiếp cho em, hỏi hoài mà không thấy trả lời vậy. Trời cô lên collagen sữa là bao nhiêu tiền vậy? Nãy giờ em không thấy là collagen sữa này á, liệu trình của nó là 1,1 triệu, nhưng mà đang có chương trình khuyến mãi còn 760.000 thôi nha. Doraemon sorry nãy giờ không thấy á, nhiều quá xin lỗi nha. Dạ đây là một giá của nó là 1,1 triệu. Collagen bổ sung sủi thẩm thấu rất là nhanh, nó hấp thụ rất là nhanh, cho nên các anh chị được cảm nhận được cải thiện nhanh lắm, nhanh hơn cái viên kia nhiều. Và chúng ta dùng cái liệu trình này xong chúng ta chuyển qua viên nha, tại vì cái liệu trình này uống nhiều không được đâu, tại vì nó có hàm lượng collagen rất là cao, cho nên là chúng ta sẽ không uống nhiều, uống thời gian dài được. Với liệu trình là 1.100.000 đồng, đang có chương trình khuyến mãi chỉ còn là 760.000 thôi. Đó. Ok Thọ Phát ơi, comment ít nào. Thọ nhiều Phát quá, em nhây lắm nha, Thọ Phát em rất nhây nha em nha. Nó bảo á, nhây cực luôn. Cánh hồng phai nhưng như một đóa hồng phai. Mạnh quay dữ gì trời. Em sẽ về sớm thôi không biết. Em tìm cái gì vậy? Cái hợp âm. Âm bài nào? Cái hợp âm bài du hành. Cả nhà anh chị nào cần tư vấn về sản phẩm tăng cân Mộc Đà hoặc là Thảo Mộc hoặc là bất kỳ một cái dòng sản phẩm là cả nhà để số đi mọi người. Mọi người để số, không phải là bên em gọi chốt đơn đâu, mà bên em gọi tư vấn cho các anh chị mình rõ ràng cụ thể thì bên em mới chốt, chứ không phải là tốt chốt liền đâu anh chị. Cả nhà mình đừng có ngại, cả nhà mình cứ để số giùm em. Nếu như mà bình luận mà hai chị em mà không nhìn thấy hoặc là không trả lời kịp á, thì anh chị mình đừng có giận, cả nhà mình thông cảm giùm em. Tại vì có cả mấy ngàn cái bình luận tụi em không thể nào đọc và tụi em không thể nào trả lời kịp á, thì anh chị mình cứ để thẳng số cho em đi ha. Để thẳng số thì tụi em sẽ gọi cho anh chị mà. Các anh chị nhiều lúc là bình luận các anh chị nó bị ẩn đi, nó trôi ở một nơi nào đó giữa ngân hàng này, chứ nó không có trôi ở chỗ cái bình luận của em không có thấy. Nhưng mà các anh chị để lại số thì nó chạy auto vào trong cái danh sách của bên chuyên viên tư vấn. Chuyên tư vấn sẽ gọi điện cho các anh chị anh chị cần mua sản phẩm nào rất là dễ thương luôn. Cho nên các anh chị nhớ để lại số điện thoại cho em nha. Cảm ơn Kim Tiên. Chào ba Sony, hôm nay ba chưa ngủ hả ba ơi? Hôm nay chắc đồng làm ăn được á, Hey! Dạ, bên em không ship sang nước ngoài đâu rồi. Nhưng mà các chị là có người thân ở Việt Nam mua cho các anh chị xong rồi tự người thân các anh chị gửi đi nước ngoài thì ok nhé. Trong lại phú dân mình yên tất rằng trong lại phú dân mấy yêu bí phương ca sáng chợ nó mong trong tí thì phán chi yên hàng xin trao ước mừng trong tớ thiên thang rần sang phấn lại thái tố tớ cần sang cụ kỳ dài rằng dán lấy chân lẻo hàng thiên nhạc đó lưu sang chỉ thấy vợ chồng lẻo ai vợ tớ rần rắn vợ trai yên phong vợ chàng trời chính cơ nhìn lưu sáng yên vang chiều rằng vợ quang quang thiên dòng tan tớ chỉ cho hoàn toàn tớ thiên gia lưu hoàn toàn lửa trắng mơ của trai phù hoa quấy lừa đi sáng sớm đi đạp đèn xa của trăng trời chính cơ nhìn lưu sáng yên pha sự dễ dầu sự dài chẳng tăng tớ lưu sáng hoàng phú toàn tiền gia lưu hoàng phú toàn trắng mơ hoàng phú anh được quấy hoa dài lưu sáng 1 ngày 1 viên nha chị Kim Thủy ơi. 1 ngày 1 viên giùm em nha chị. Và buổi sáng hoặc là buổi tối cũng được chị. Buổi sáng thì nó sẽ tốt hơn. Một tàng ai đó rồi phù phàng đầu ai cũng bao nhiêu mộng mơ khi xa là nhớ mong chờ mãi môi tình thơ nhưng đâu hay giấc mộng đó mau vội tàn vì sao người cách xa còn đây mỗi mình ta gió đông lạnh lùng hơn xưa mình ta đứng trong mưa lệ rơi quên mất tuôn trào một cuộc tình đã xa còn lại một mình ta lang thang vô vắng chỉ riêng mình ta vì sao lòng mãi đâu vì ta chẳng còn nhớ trốn xa người người hay nhớ hạnh phúc với ai kia lòng ta giờ đây gió lạnh tìm về hạnh phúc xưa giờ này người còn nhớ anh đã quên rồi mùa trăng trời chính thưa ghi lưu sáng nhân pha chiều rằng vừa quăng quăng thiên dòng đàn ta chỉ cho hoàng toán ta thiên gia lưu hoàng toàn lửa trắng mơ của trai phù hoa quấy lừa đi sáng sớm đi đã đèn xa của trăng chỉ chính cơ đi lưu sáng yên pha sự nhẹ nhở sự dài chẳng tăng tớ lưu sáng hoàng phú toàn thiên gia lưu hoàng phú toàn trắng mang chiều rằng về phòng thấy hoa trai lưu sáng chiều rằng về phòng thấy hoa trai lưu sáng. Xin cảm ơn chị. Các anh chị vừa nghe qua một sáng tác của Trung Quốc. Bài hát mang tên Du hành khắp thiên hạ. Du hành khắp thiên hạ. Em buồn ngủ. Buồn ngủ hả? Ngày nào em cũng buồn ngủ. Băng vui ghê, mình giống thằng khùng ngồi mình cười. Ủa vậy hả Điều Phong? Không sao đâu, có cười là được rồi kệ. Ngồi với ai cũng vậy, ngồi mình đây ngồi đông người mình cười. Đã cũng nói mình khùng mà. Kệ đi. Ha, mình vui là được, tâm trạng mình vui vậy thì mình luôn luôn có những điều tích cực á, thì may mắn nó sẽ tới với mình. Ai nói gì nói ha. Ai nói gì thì nói, miễn mình vui được rồi. Ê, cho chị hát bài buồn của chị đi. Tao anh qua núi hả? Thôi, nhà này ngán với tao anh qua núi quá. Đang lũ lụt gì phải không? Đi giờ đi thì cũng à, vô đó. Đây, vô đó. Không gì vậy? Mi là cái này đúng không? Đúng rồi. À, một bài hát của Shabăng phát hành cũng được 5-6 năm rồi các anh chị. Kênh này của ai chị? Cô cụ. Xin cảm ơn anh chị mình rất nhiều. Cái bài gì mà anh chị nó giờ yêu cầu em không có biết hát rồi. Bài gì anh chị yêu cầu cái gì đó? Cái gì đó nó giờ nó chơi nhanh quá. Em không biết hát mấy bài đó anh chị. Dạ, cảm ơn Tâm Trương, cảm ơn tất cả anh chị đã yêu thương và ủng hộ hai chị em trong suốt buổi live nha. Dạ, trong buổi live mà có gì sơ sót, mà có gì mà làm các anh chị buồn thì mong các anh chị thông cảm bỏ qua cho nhé. 350 một hộp tăng cân, một liệu trình 2 hộp là 600.000 nha cả nhà. Giúp cho các anh chị mình có một sức khỏe tốt. Sao bằng hát trong sếp chính luôn. Sếp em là Duy Chinh, chứ không phải là chính đâu. Em rất là thấy nhiều người lộn tên của sếp em á. Duy Chinh, chờ Chinh, Duy Chinh. Nhưng mà đâu có hát giống được đâu, đâu có giống đâu. Chị Hương Thị Nguyễn ơi, thích bài Luật Đời. Chắc chị quăng mít mít vậy nè. À, đâu cái này chị hát đâu, đó giờ rồi mà. Chị lên cao là chị kéo đây nè. Em hát kia phong cách em mười mấy năm nay rồi. Em đi hát thật ra em hát cũng được 13 năm mà đó các anh chị ơi. Nhưng mà em đi tuổi ngày càng lên mà tên ngày càng xuống đó. Chứ này nói như thế nhỉ. Bây giờ nhờ các anh chị đẩy tên em lên miếng đi. Nhắc tên em hoài lắm lên à. Đừng hỏi em vì sao. Hát bài gì vậy? Em tìm chưa biết hát bài gì. Cả nhà ai cần tư vấn với sản phẩm nha em, không tăng cân giảm Duy cân. Chinh thôi, không có dấu sắc nha. Chinh thôi, không có dấu sắc, không phải là Duy Chính đâu. Anh nếu em không hạnh phúc nè, nàng không biết hát bài này rồi. Duy Chinh đó, cái tên giống cái tên sếp em đang Đinh Duy Chinh này, đâu họ tên đầy đủ nè, nó có dấu sắc nào đâu. Đang ghim đó mọi người. Cái tên nick sếp em đang like nè, Đinh Duy Chinh chứ đâu phải là Duy Chính đâu. Tên ta đẹp chứ, để tên mình dấu sắc vô. Duy Chính có người kêu bằng Duy Trinh. Có nhiều người Trinh, Trinh mà Duy Trinh trờ tre, không phải chờ. Sai luôn. CH á. Đó, các anh chị nhìn nhớ để tình yêu đó phơi. Bà đã buồn gần chết. Tôi hát lại bài này đi, lâu rồi không hát này cưng. Bài gì? Mới hát tức thì mà chị bị gì chị Băng? Ủa, gì vậy? Yêu là gì á? À, Thiên Hạ Hữu Tình Nhân. Nó không ra. Yêu là gì? Mà là ngầu quá đi à. Mới thay lòng rồi, mới thay bộ lòng mới rồi, giờ thay nữa ha. Thì tăng hay giảm? Để y cũng được. Ê! 5AC! Yêu là gì? Giờ này giờ hát cái chị họ Mộc Đà quá trời luôn nha. Dạ, Mộc Đà là giúp chúng ta kích thích chúng ta ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, hấp thu tối đa cái chất dinh dưỡng, giúp chúng ta cải thiện cái vóc dáng chúng ta từ nhỏ bé cho nên chúng ta tăng cân lên nữa nha. Tăng cân thì đồng nghĩa với căng da căng thịt lên sẽ đẹp nha các anh chị ơi. Hoàn toàn chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên thôi nên các anh chị mình hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề là sẽ không gây hại cho gan, không gây hại cho thận, mà giúp chúng ta kích thích ăn uống thôi chứ nó không phải là để chúng ta tích nước mà mập lên đâu nha các anh chị mình yên tâm nhé. Liệu trình của trẻ em là 350.000, còn liệu trình người lớn là 600.000. Các anh chị nào đang có nhu cầu tăng cân thì hoặc là người thân chúng ta có nhu cầu tăng cân thì các anh chị vui lòng để lại số điện thoại giúp em. Còn các chị nào bên nước ngoài mà muốn mua sản phẩm bên công ty chúng em thì các anh chị đưa cái số điện thoại của người thân chúng ta ở Việt Nam, chúng ta em sẽ gửi hàng tới cho người thân của các anh chị ở Việt Nam và người thân các anh chị sẽ đi gửi cho các anh chị nhé. Chứ còn bên trực tiếp bên em thì đó rất là nhiều đơn rồi, đi gửi nước ngoài nó hơi phức tạp một chút xíu, nó mất thời gian nhiều á, cho nên là bên em hạn chế không có gửi đi nước ngoài trực tiếp. Mà nếu mà các anh chị có người thân ở Việt Nam các anh chị muốn mua thì các anh chị gửi số điện thoại của người thân để chúng em gọi điện tới. Và các anh chị nhớ nhắc trước nha, dặn người thân mình trước, nhiều khi gọi tới ủa tôi đâu có đặt đâu thì kỳ lắm. Xin chào và xin hẹn gặp lại cả nhà yêu nha.